Vâng, em xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng bà con, cô bác, anh chị em đã quay trở lại với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh tiếp tục lên sóng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em về một cái chiếc xe rất là rộng rãi, một chiếc xe rất là ok cho mọi người. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 081-666-2386 hoặc 0971-255-863. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho các bác về một chiếc xe, đó là một chiếc Hyundai Grand i10. Với chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2017, đăng ký lăn bánh lần đầu 2018, tên tư nhân chính chủ biển Thái Bình, trang bị hộp số tự động, máy 1.2, bản sedan 2 đầu, form mới. Với cái tầm tiền hơn 300 triệu, gần 400 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một cái mẫu xe Hyundai Grand i10 form mới cực kỳ đẹp như này. Cam kết cho quý khách hàng là xe thì zin cả xe, không lỗi, không đâm va, đâm xô tai nạn và không ngập nước các bạn nhé. Đó, một chiếc Hyundai Grand i10 xe còn rất là đẹp và rất là mới, đang bày bán tại Tuấn Anh ô tô Hải Phòng với cái giá chỉ có hơn 300 triệu đồng thôi. Và với chiếc xe này thì đời 27 thì bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho tất cả quý khách hàng gần với cái mức dao động cho vay được khoảng tầm từ 5-60% gì đó. Nhưng mà ở Hải Phòng thì bọn em làm rất là dễ, nhưng mà các tỉnh khác thì cần phải là soi xét rất là kỹ luôn. Vì thế nên là nếu ở Hải Phòng thì các bác là mua chiếc i10 này về chạy thì đây là một cái mẫu xe rất là hợp lý cho mọi người. Vâng, 17A28908, biển số cũng khá là đẹp cho mọi người. Và một chiếc i10 màu trắng thủy chung, màu trắng rất là đẹp, bản sedan đầu cực kỳ rộng rãi và với cái mức máy 1.2 rất là đẹp, đúng không ạ? Trang bị một bộ đèn pha halogen ánh sáng vàng khá là đẹp và hệ thống đèn gầm là đèn dài form mới các bạn nhé. Mặt lưới tản nhiệt cũng khá là khác so với những chiếc xe đời 26 các bạn ạ. Đó, form mới đây là nhìn chiếc xe thì nó rất là đẹp và rất là phong cách trẻ trung, năng động. Nếu như quý hàng là mua về chạy xe hoa đám cưới cũng được, mà chạy taxi dịch vụ cũng được. Tóm lại thì đây là một chiếc xe nó rất là ok để cho tất cả các bác cùng dùng. Một chiếc Hyundai Grand i10 khá là ok. Hệ thống la răng của chiếc xe thì la răng này là la răng nguyên bản theo xe. La răng này là la răng nguyên bản theo xe các bác nhé. Và dàn lốp của chiếc xe thì còn khá là mới. Dàn lốp chiếc xe thì khá là mới cho mọi người. Rất là ổn định, rất là đẹp. Rất xịn sò luôn. Rất là ok cho mọi người. Hệ thống xi nhan được tích hợp trên gương đầy đủ và gương cụp xòe. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 9 năm 2023. Một chiếc xe mà mua về thì các bạn chỉ việc chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái gì cả và rất là đẹp. Hệ thống tay lắm mở cửa cũng như là khóa tư. Được mạ chrome rất sạch sẽ và đẹp đẽ rồi. Vậy thì quý khách hàng, bà con, các bác, chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đi ạ. Một chiếc xe khá là ok, khá đẹp. Rất là ok cho mọi người. Đó, hệ thống đèn của chiếc xe thì các bạn thấy đây. Hệ thống đèn của nó thì đèn form mới cũng khá là đẹp và khá là ok cho mọi người. Kể cả mặt cản sau cũng vậy. Với tóm lại thì với chiếc i10 này thì nó đã cải tiến lên so với dòng xe nhập khẩu về rất là nhiều. Vâng, một chiếc i10 số tự động 2017, sedan 2 đầu cực kỳ rộng rãi ở cái tầm tiền phân khúc như thế này, mà với cái giá chỉ có 300, hơn 300 một tí thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Form dáng đẹp, trẻ trung, nó dựa như những chiếc xe Hyundai Accent của Hàn Quốc. Lốp dép của chiếc xe thì anh em mua về thì miễn bàn rồi. La răng đúc theo xe. Tất cả tay lắm mở cửa rất là gọn gẹn và rất là đẹp cho mọi người. Tất cả ok. Rất xịn sò luôn. Xi nhan. Lốp dép của nó thì tôi anh có thể nhìn thấy, các bạn có thể nhìn thấy được. Giờ chúng ta sẽ mở phần nội thất chiếc xe ra. Nội thất chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng da. Bằng da luôn. Sàn thì là sàn 5D và trần thì là trần nỉ nguyên bản bọc ni lông. Vâng. Nội thất ghế da hai màu và hệ thống táp lô táp ly của nó là hai màu đỏ đen. Đấy là nguyên bản của dòng i10 này. Tất cả hệ thống nâng hạ kính của chiếc xe đều rất ổn định. Đều rất là ổn định luôn, có cả gương cụp xòe và hệ thống nâng hạ gương. Keo chỉ thì còn rất là zin cho mọi người. Rất là đẹp. Đây là phần tem dập trên khung nhà máy sản xuất của chiếc xe. Đời 2017 lắp ráp tại Hyundai Thành Công, Việt Nam. Đời 26 thì nó sẽ có những chiếc xe nhập, nhưng mà đời 27 thì còn sót lại những chiếc xe nhập thôi, còn nó hầu như là sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, kể cả số sàn hay số tự động các bạn nhé. Rất ok và rất ổn định luôn.
Trần sàn rất là đẹp cho mọi người. Rất ok cho mọi người. Rất đẹp luôn. Tất cả đều rất là ok. Keo chỉ của nó khá là ok cho mọi người. Rất đẹp. Vậy thì quý bà con, có ba anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và rất kính mong quý vị anh chị khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm. Lốp dự phòng của nó cũng khá là mới luôn nhá. Tất cả phía sau của nó không có lỗi gì, lốp dự phòng khá mới luôn. Đây là phần gầm chiếc xe, chúng ta có thể xem gầm bệ của nó thì khá là sắc nét cho mọi người, khá là ok cho mọi người. Vậy thì bà con, có bạn chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Một cái mẫu xe khá hợp lý, khá chất lượng để có thể là về phục vụ cho các bạn đi gia đình cũng như là tránh mưa tránh nắng, hay là kể cả chạy taxi dịch vụ dòng này cũng được các bạn ạ. Tại vì khối động cơ của nó có 1.2 thôi, mình vừa chạy dịch vụ mà lại vừa đi gia đình thì em thấy là cũng khá là hợp lý ở cái tầm tiền phân khúc như thế này. Đó, đúng không ạ? Có khách thì mình chạy, không có khách thì mình lại chở gia đình đi chơi thôi, công việc thôi, đúng không ạ? Vâng, số tự động 1.2 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng 6-7 lít. Tầm 7 lít nó chỉ bằng một chiếc xe Vios thôi, có khi tiết kiệm hơn Vios. Dòng này nó được trang bị động cơ 1.2 thôi, mà máy của nó máy Eco, ăn tầm khoảng 6 lít thôi, 6 lít rưỡi thôi. Và trang bị hệ thống túi khí hai bên các bạn nhé. Túi khí hai bên này. Và xe là rất là đẹp rồi. Tất cả mọi chiếc xe của chiếc xe này thì chức năng của chiếc xe này thì quá là ok cho mọi người rồi. Không phải bàn cãi gì về chất lượng của chiếc xe này nữa rồi. Nói thật với các bạn là như vậy. Đăng kiểm thì khá là dài. Và tất cả hệ thống anh em nhìn thấy đây, hệ thống sàn cũng như tất cả đã được bọc 5D rất là tốt. Và chủ sử dụng thì mới có, chứ còn đâu nếu mà xe taxi ra thì chắc chắn là không có những cái đấy rồi. Xe thì đã được dán thẻ Viettech rồi. Rất ok nhá. Rồi chúng ta sẽ lên xe và kiểm tra về chức năng của chiếc xe này. Vâng ạ, nội thất chiếc xe thì khá là ok, vô lăng thì khá là đẹp cho mọi người. Hộp số tự động máy Eco và hộp số vô cốc khá là đẹp cho mọi người. Phanh tay của nó này còn khá là đẹp. Hầu như số tự động thì rất ít khi người ta sử dụng phanh tay. Và tất cả hệ thống táp lô táp ly của chiếc xe thì khá là mới và như một chiếc xe mới luôn, quá đẹp luôn. Với cái giá 368 triệu đồng thì quý khách hàng cũng như quý bà con, của bạn chị em đã có ngay một cái chiếc xe như thế này. Trần này, tất cả mọi thứ của chiếc xe đều khá là đẹp và khá chất lượng, ổn định cực kỳ luôn cho mọi người. Tất cả hệ thống táp lô táp ly của chiếc xe này rất là ổn định luôn, rất sạch sẽ luôn. Vậy quý bà con, có bác anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe Hyundai Grand i10 này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, bên em chuyên mua bán cung cấp kinh doanh cứ gửi tất cả những cái dòng xe mà đã qua sử dụng đấy ạ. Với cái tầm tiền hơn 300 triệu như chiếc xe này, 368 triệu là các bạn đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Grand i10 này. Thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý để cho chúng ta chạy. Thật sự là rất là hợp lý luôn. Rất là hợp lý luôn các bạn nhé. Rất là hợp lý luôn. Xe chạy được con 5.9 này. Tất cả đều rất là ok. Ok. Đấy, động cơ Eon nhé. Sử dụng một cái khối động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Tất cả là còn nguyên bản này. Cổ số này, vô lăng này. Gạt mưa phun nước và tất cả hệ thống gương cụp xòe đầy đủ hết theo xe. Trước em có một con như thế này, em chạy và bán vào cho một bác ở trong Sài Gòn và bây giờ bác vẫn cảm ơn bình thường. Bán xong rồi bác còn gửi thêm 200.000 tiền điện thoại. Gửi tiền nước non. Nói chung là con xe nó đẹp thì các bác mua xe thì chắc bác không tiếc gì cả. Thực ra thì với những chiếc xe như thế này thì các bạn ạ, nó rất là đẹp, nên là các bạn cứ yên tâm một điều là sử dụng thôi. Và đây là phần cam lùi của chiếc xe. Màn hình này màn hình Redtech, màn hình này màn hình đẹp luôn các bạn nhé. Màn hình Redtech, màn hình cực đẹp luôn. Ổn định luôn, không phải tàu hay Trung Quốc gì đâu. Và chúng ta sẽ sang kiểm tra về phần khoang máy các bạn nhé. Chúng ta kiểm tra qua về cái phần khoang máy một tí này. Vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe này. Xe được trang bị khối động cơ K1.2, tức là chiếc xe được trang bị khối động cơ 1.2 và mặt dàn cò của chiếc xe còn nguyên zin trên nhà máy sản xuất. Tất cả những cái mặt dàn cò nguyên bản và đây là cụm chia ABS và tất cả không có gấm gì, dầu rò dầu gì.
và các bạn có thể nhìn thấy rất là kỹ luôn, không có ngấm giỏ dầu gì và tất cả những cái ô giảm xóc của chiếc xe như thế này. Đường chỉ của nó và đường bấm của nó còn rất là ok cho mọi người. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác, chị em nào quan tâm về cái mẫu xe Hyundai Grand i10 này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Tất cả những chi tiết của nó còn được sơn chấm đỏ, ốc 7 màu, nói chung là còn rất là zin. Máy này còn chưa động chạm, chưa rửa ráy gì luôn nha các bạn nhé, vẫn để nguyên như vậy luôn. Đó, bên trong này khá là mới luôn, đen. Với cái tầm tiền khá là hợp lý để cho chúng ta sử dụng như thế này thì quý khách hàng cũng như quý bà con, các bạn, chị em quan tâm thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Một chiếc Hyundai Grand i10 2017 form sedan 2 đầu, số tự động 1.2, với cái giá bán chỉ có 368 triệu đồng. Vậy thì quý khách hàng và các bạn nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.